Thưa bà con, hôm nay tôi xin giới thiệu cho bà con là cái phương pháp cắt mỏ để làm sao cho con gà nó không mổ nhau, không cắn lông rứt lông nhau. Hôm nay đàn gà này là 17 ngày tuổi, thì việc một cái đàn gà ngoài các cái yếu tố chăm sóc nuôi dưỡng tốt thì bắt buộc đối với con gà ta vùng Đồng Sơn chúng ta cần phải cắt mỏ tới 3 lần. Quy định cắt thì mỗi một lần cắt chúng ta sẽ cách nhau khoảng từ 20 đến 25 lần, 25 ngày khi một lần. Tính từ lần đầu thứ nhất, lần thứ hai cách 25 ngày và lần thứ ba thì cách 25 ngày tiếp theo. Thì để cắt mỏ đàn gà thì làm sao cho con gà nó không bị tổn thương nhưng mà vẫn đảm bảo được cái kỹ thuật cắt mỏ, làm sao cho con mỏ nó phun so với cái mỏ cũ của nó để nó khỏi rứt lông nhau, đồng thời là làm sao để cho con sau khoảng một thời gian nhất định, một tháng sau cái mỏ nó mọc trở lại. Thì đối với cái ở miền Bắc thì cái việc mà yêu cầu cái mẫu má rất là quan trọng, nên thành thử ra là chúng ta sẽ cái chú ý để làm sao mà cắt mỏ đúng kỹ thuật. Cái phần cắt mỏ ấy, thì chúng ta lưu ý thì cắt làm sao ở cái phần trắng, phần trắng như thế này, chạm vào cái phần màu nâu là chúng ta sẽ dừng lại. Khi mà cắt thì chúng ta lưu ý là cái tay đặt ở phía dưới ở cầm con gà và cái tay phần trên đẩy gần phần đỉnh đầu của nó. Sau chúng ta bóp mạnh tay và chúng ta chạm vào cái phần của cái thanh nhiệt như thế này, và chúng ta sẽ phải chấm làm 3 lần để cho con gà nó không bị đau, và mỗi một lần nó chỉ trong vòng khoảng 2 đến 3 giây mà thôi. Tôi nói ví dụ như thế này, bạn có thể quay ở góc độ máy bên này có thể nhìn rõ hơn. Các tay đặt vào như thế này và cái tay đặt trên đầu để nó trượt, nó há cái mỏ ra và chúng ta chỉ cắt cái mỏ trên thôi. Cắt cái mỏ trên là lưới tới cái phần màu nâu thì chúng ta sẽ dừng lại. Tay chúng ta đặt cầm ở chân chặt cái tay phần dưới này, ốp vào người con gà và cái tay hai cái ngón trỏ nắm chặt vào cái phần đầu như thế này. Chúng ta tì tay vào đây để con gà nó khỏi rãy và nó không bị trượt tay, và có thể chúng ta sẽ bị tổn thương nếu chúng ta trượt tay vào đây. Tay tì vào cái thanh máy và chúng ta sẽ chạm vào như thế này. Chúng ta nhấc ra, chạm vào nhấc ra như vậy thì là chúng ta đã hoàn thành cái việc cắt mỏ mà con gà nó sẽ không bị tổn thương. Đó. Cái mỏ trên nó sẽ ngắn hơn cái mỏ dưới để nó lệch ra và con gà nó sẽ không cặp được cái mỏ ở cái lông của con gà khác. Ví dụ như thế. Nếu như mà chúng ta mà cố tình mà đây là hướng dẫn thì con gà nó sẽ hơi bị lâu một chút. Nhưng nếu mà chúng ta mà cứ cố tình ấn vào một lúc cho đến khi nó cụt hẳn thì thôi, thì con gà nó sẽ rất bị nóng mà nó không chịu được mà nó sẽ bị đau. Ví dụ như thế. Ví dụ như thế này. Đó, thì coi như là xong một con gà như vậy. Nó chạm vào cái phần còn bằng một cách nữa, chúng ta có thể dùng cảm giác là khi chúng ta ấn vào cái phần thanh nhiệt thì chúng ta cảm thấy lần thứ nhất xịt một cái nó ấn sâu vào trong, và cái thứ hai, cái thứ ba chúng ta cảm giác nó hơi xít là chúng ta phải dừng lại ngay, không được cụt quá chạm đến cái phần màu nâu như thế này thì sẽ bị gây vào cái mạch máu làm tổn thương con gà. Nên khi thả gà ra con gà nó sẽ không bị đơ, nó không bị nóng, không bị. Chị Duyên sẽ nhìn đây. Đây là tay cầm như này. Mình nhớ cái tay tì ở đây nha. Bóp cái phần cái thần ở dưới này, ngón tay này ở dưới này. Cầm đầu này nó tựa ra, há miệng ra, tay tì ở đây. Chấm nhẹ này. Thế này, đó, thế là xong. Nhớ là phải sâu đến mức độ có cái xịt chút chút này. Chứ nếu mà cắn nông quá là nó mọc nhanh quá nó lại sẽ mổ. Em sẽ cắt lại một con nữa cho chị. Rất là nhanh nha, mỗi một cái chỉ chạm một cái nhưng gần như mất chỉ có một giây thôi. Đây. Đó, xong, ok. Nhìn thấy cái khoảng cỡ chưa? Nó vừa chạm đến cái màu nâu của nó này. Mình đã dừng lại rồi. Cầm một con có. Có phụ bên trong. Ok. Đấy, chị nhìn em, cái phần trắng này. Phần trắng thứ nhất, phần ngà thứ hai và phần nâu thứ ba. Qua cái phần nâu không sao đâu. Qua cái phần màu nâu này, thấy không? Đây. Cái phần màu nâu này nó dưới này của mình. Ok, chị làm có thể làm. Em có thể cắt lại.